Địch đệ nhiệt ba triệu lợi dĩnh và dàn mỹ nhân sĩ bít hóa thân đắc kỷ. Hàng chục năm nay đắc kỷ vẫn luôn là nhân vật mang đến nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà sáng tạo nghệ thuật. Bởi vậy mà có không ít sao nữ cũng từng hóa thân thành nhân vật thần thoại này và mang tới cho khán giả những sắc thái khác nhau. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những nàng đắc kỷ ấn tượng nhất của màn ảnh hoa ngữ nhé. Thứ nhất pháo nghệ vĩ. Người đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc đến là pháo nghệ vĩ. Cô được ca tụng là đắc kỷ xinh đẹp nhất. Những năm 1990, công nghệ trang điểm còn rất đơn giản, phục trang cũng rất bình thường. Nhưng phó nghệ vị vẫn khiến khán giải mê mẩn. Nhưng phó nghệ vị vẫn khiến khán giả mê mẩn với nhan sắc quyến rũ và chút nét ma mị của mình. Ôn Bích Hà Còn danh hiệu đắc kỳ quyến rũ nhất thì chắc chắn thuộc về Ôn Bích Hà. Khi vào vai này, nữ diễn viên đã 35 tuổi, tận dụng ưu thế tuổi tác cùng nhan sắc mặn mà, Ôn Bích Hà đã khiến khán giải mê mẩn quên nổi về với từng động tác giơ tay nhấc chân đầy mê hoặc cùng ánh mắt như có thể hấp hồn người đối diện. Phạm Băng Băng Thực ra Phạm Băng Băng đã hóa thân thành đắc kỳ tới tận hai lần. Tuy nhiên phiên bản điện ảnh quá tệ nên chúng tôi chỉ muốn nói đến vai diễn của cô trong phong thần bảng 2006. Sở hữu dung mạo hoàn mỹ không tì vết, chẳng cần phần son, Phạm Băng Băng vẫn thành công xây dựng được hình ảnh hồ ly quyến rũ mê hoặc trụ vương. Đáng tiếc diễn xuất của cô bị coi là điểm trừ lớn nhất. Ngô Cẩn Ngôn Trong bộ phim đắp chiếu dài hạn chiều ca, Ngô Cẩn Ngôn cũng có cơ hội hoàn thành thành nàng đắc kỳ quyến rũ. Chỉ là khi những tạo hình đầu tiên của cô được hé lộ, đa phần khán giả đều cho rằng Ngô Cẩn Ngôn quá nhạt nhẽo chẳng có chút nét gì của một đại mỹ nhân khiến nhà thường sụp đổ cả. Dù đã cố cho nên quyến rũ với tạo hình màu đen ma mà mị, Ngụy Tỷ vẫn quá nhạt nhòa. Triệu Lệ Dĩnh Vốn sở hữu dung mạo ngọt ngào và đáng yêu, Triệu Lệ Dĩnh từng bị đánh giá là sao nữ không phù hợp với hình tượng đắc kỷ nhất. Bởi vậy mà nhiều fan của cô nàng không phục cho thần tượng thử sức với tạo hình nàng hồ ly nổi danh này. Và đúng là triệu lợi diễn không phù hợp thật. Địch Nệ Nhật Ba Trong khi đó, Địch Nệ Nhật Ba lại được nhiều người khuyên nên tìm cơ hội hòa thân thành đa kỳ. Ở những bức ảnh do người hâm mộ ghép, dù là ở góc độ nào, tạo hình ra sao thì mỹ nhân Tân Cường vẫn cực kỳ quyến rũ, dễ dàng đồn tim người đối diện. Không biết Địch Nệ Nhật Ba có ý định thử sức với nhân vật yêu phi này hay không nhỉ? Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.